Xin chào nhà mình tiếp tục quay trở lại với đồ cổ Cần Thơ bên em vào clip buổi chiều tối ngày 19 tháng 7. Thì đến với chiều tối ngày hôm nay có rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Và đặc biệt là mã số 1 của ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình, đây là một cái hũ đồng cổ nha. Hũ tủ bảo, chiêu tài, hút lộc, hũ rồng. Đây được xem là một những sản phẩm rất là đặc biệt mà bên em vừa sưu tầm được để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Về trọng lượng bộ này là một cái hũ này á, hũ tủ bảo chiêu tài hút lộc này là tầm khoảng là 7,4 kg và đường kính miệng là 38 cm. Rồi chiều sâu là có khoảng là 10-19 và cái hoành đây là một cái hoành là có khoảng là 100-101. Đây là một cái hũ bằng đồng cổ rất là đẹp như cả nhà ha, rất là dày dặn, rất là nặng. Đây cả nhà cùng xem nha, những con rồng trên này ha, hũ này rất là to đó, được chạm rồng song long, hai bên là hai cái bộm rồng rất là đẹp. Đây rất là đáng để sưu tầm cả nhà ha, đãi là chuyện đi. Cái hũ rất là to, rất là nặng đó, và cái hũ như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái hũ đó, một cái hũ đồng cổ chiêu tài hút lộc như thế này rất là to, có giá giao lưu cả nhà mình là 6.800.000 cho mã số 1 có trong video hôm nay. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Đây được xem là một cái hũ chiêu tài hút lộc nha, hũ đồng cổ. Đây cả nhà cùng xem ha, mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 ngày hôm nay đó là một con ngựa kéo xe bắp cải thu hút tiền tài tài lộc nha. Đó đây là một chú ngựa kéo xe bắp cải rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 4 kg và chiều dài tổng thể dưới đế là có khoảng là 26. Rồi chiều cao là có khoảng là 23. Chất liệu bằng đồng, nguyên một con ngựa kéo nguyên một chiếc xe bắp cải ha, rất là đẹp. Đây cái này anh cùng xem nha, tượng ha, đái có chuyện luôn nha, chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu với cả nhà mình 2.200.000 cho ngựa kéo xe bắp cải mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3 của ngày hôm nay đó là một sản phẩm rất là hay, gia đình gà. Ở đây là một tác phẩm gia đình gà rất là đẹp và tổng trọng lượng của gia đình gà này là 2.3 kg. Rồi chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 24 cm. Rồi bề ngang của gia đình gà tầm có khoảng là 20, chất liệu bằng đồng đó, nguyên một gia đình gà chất liệu bằng đồng rất là đẹp như cái nào ha. Và tác phẩm này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 nha cho tác phẩm gia đình gà của ngày hôm nay, bao gồm nguyên một cái gia đình gà luôn, chất liệu bằng đồng, ở đá có chuyện luôn. Mã số 3 trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 4, đây mã số 4 là một những siêu phẩm của ngày hôm nay nha. Mã số 4 là một tác phẩm rất là hay, đó là nguyên một chú một long quy cỡ nhân sâm, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 4 kg đó, cho tác phẩm như thế này. Tác phẩm này rất là đẹp và chiều dài ở trên là tầm có khoảng là 26 cm và chiều cao tổng thể là có khoảng là 25. Chất liệu bằng đồng, lên màu thời gian rất là đẹp, lâu lâu mới có một con rùa như cái nhà ha, long quy nha, nằm trên đế cổng nhân sâm như ý, rất là đẹp. Đây là một những sản phẩm phong thủy rất là đẹp nha. Đây cái nào mình xem ha, có giá giao lưu cả nhà mình là 2.200.000 cho một tác phẩm long quy cỡ nhân sâm như ý, chất liệu bằng đồng, mã số 4. Rồi mã số 5 của ngày hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình một cặp tỳ hưu hai đầu to khổng lồ đó. Đây là một cặp tỳ hưu hai đầu, tổng trọng lượng là 6,2 kg và chiều dài cặp tỳ hưu hai đầu này có khoảng là 29 cm. Rồi chiều cao là 20, chất liệu bằng đồng. Đây là một cặp tỳ hưu hai đầu rất là đẹp nha, tổng trọng lượng là khoảng 6 kg, rất là đẹp, rất là to khổng lồ ngày hôm nay đi ha, cả nhà cùng xem nha. Rồi đái có chuyện luôn ha, cặp tỳ hưu hai đầu đó, có hai đầu nè, đẹp độc và lạ luôn. Một cặp như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 2.500.000 nha cho một cặp tỳ hưu hai đầu, ở trên lưng là có chạm rồng ha, cặp song long rất là đẹp nha. Và một cặp này là 2.500.000 cho cặp tỳ hưu hai đầu trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Kênh của em là đồ cổ Cần Thơ nha, địa chỉ là đường số 4 trung tâm mại huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ nha cả nhà ha. Cả nhà có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem nha. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Số 6 ngày hôm nay. Đây mã số 6 là một cái đỉnh trầm cổ rất là đẹp như ý. Đây là một cái đỉnh trầm cổ như ý. Cả nhà cùng xem ha, hai bên hình ảnh gậy như ý, chất liệu bằng đồng cổ ha, rất là đẹp nha, kèm theo dưới cơ đế. Đây cả nhà cùng xem phía trong đây. Đó, ở đây nữa ha. Ở đáy có chuyện luôn nha. Rất là đẹp. Và một cái song trầm cổ như thế này
có tổng trọng lượng là khoảng 2,6 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 32, bề ngang tổng thể là có khoảng là 18 cm, và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh trồng cổ như thế này đó, là 2.200.000 cho mã số 5 trong video hôm nay nha. Rồi thứ hai mã số 6, mã số 6 cũng là một cái đỉnh trầm lân cổ nữa, rất là đẹp, còn lần chú lần rất là dễ thương nha các nhà ha, cũng là kèm theo có đế luôn nha, tổng trọng lượng là 2,5 kg, xin lỗi các nhà ha, chiều cao là 27 và bề ngang tổng thể là 19 cm. Đây là một cái đỉnh trầm được tạo thành rất là có những điểm nhấn rất là đặc biệt, ở trên là hình ảnh chú lân thì các nhà xem ha, bằng đồng xưa nha, rất là đẹp nha, chú lân rất là nét, hai bên hình ảnh hai bên là ảnh chứ chế tác giống như tỳ hưu nha, đó tỳ hưu đưa đầu vô cái đỉnh trầm cổ vậy ha, ở đáy này cũng có chuyện luôn nha, ba cái chân ở dưới là ba cái chân lân rất là đẹp. Đây là một cái đỉnh rất là đáng để sưu tầm ha, không sưu tầm cái đỉnh này thì rất là tiếc nha. Và đỉnh này mã số 6 có giá giao luôn với cả nhà mình cũng là 2.200.000 cho mã số 6 trong video hôm nay luôn nha. Rồi mã số 7 là một cái hồ lô to, siêu to, khổng lồ, hồ lô bát quái, chiêu tài hút lộc ở cả nhà mình cùng xem ha. Đây là một cái đỉnh hồ lô chiêu tài hút lộc nha, tổng trọng lượng là khoảng 2,7 kg, chiều cao tổng thể là 34 cm, bề ngang tổng thể là có khoảng là 12. Ở đây là một cái hồ lô bát quái rất là to khổng lồ ha. Đây cả nhà mình xem nha, chất liệu bằng đồng ha, đó, hồ lô bát quái, và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho một cái hồ lô bát quái ngày hôm nay nha, rất là to khổng lồ, mã số 7. Rồi thứ hai mã số 8 thì giới thiệu cả nhà mình một cặp hổ đó, một cặp hổ đồng nha, một cặp hổ chất liệu bằng đồng và có tổng trọng lượng là khoảng 4,8 kg. Rồi chiều dài của cặp hổ này là rơi vào khoảng là 33, rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 14 cm, chất liệu bằng đồng, bao gồm hai con lên tan xanh thời gian này, cả nhà mình xem ha, một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 nha, cho một cặp ở mã số 8 có trong video ngày hôm nay ha, 2.200.000 cho một cặp hổ chất liệu bằng đồng ngày hôm nay, hổ như ý, ở trên lưng có nguyên một sâu như ý đây, cả nhà mình cùng xem ha, rất là đẹp, nặng là tới 4,8 kg, gần 5 kg cho một cặp hổ này nha, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 8 có trong video hôm nay. Rồi thứ hai mã số 9. Đây mã số 9 là một cặp bình rất là đẹp. Mã số 9 là một cặp bình gồng phụng. Đây cái này mình xem ha. Có một bên gồng một bên phụng tạo thành một cặp bình như thế này. Cặp bình này mà bỏ qua thì rất là tiếc nha cả nhà ha, cho mã số 9 trong video hôm nay. Thì tổng trọng lượng là 2 kg. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 23, rồi đường kính miệng là có khoảng là 8 cm, chất liệu bằng đồng. Đây một bên là một con rồng, đây cả nhà mình xem ha, một con rồng này, rồi một bên rồng bên phụng ha. Rồi mã số 9 này thì cặp bình long phụng như thế này thì có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này là 1.800.000, thì chiều cao tổng thể mỗi cặp là có khoảng 23, đường kính miệng là có khoảng là 8 cm, đó cả nhà cùng xem ha, rất là đẹp nha, một bên gồng một bên phụng, đây là mã số 9 ha. Rồi thế là mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay là một cặp sư tử đó, đây một cặp sư tử đồng nha, rất là đẹp, một cặp sư tử đồng này tổng trọng lượng là khoảng 4,5 kg, và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 28, rồi chiều cao là có khoảng 20 cm, bao gồm hai con như thế này, mã số 10 trong video hôm nay, và một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.400.000 như cả nhà ha, cặp sư tử rất là đẹp đây ha, đó cả nhà cùng xem nha, xem không gõ thì kết bạn Zalo bên em ha, để gửi thêm thông tin hình ảnh cho mình nha. Cặp này đẹp nhất là ở cái bộm ha, bộm sư tử rất là đẹp, mã số 10. Rồi mã số 11 trong video hôm nay thì bên em cũng còn được một bộ ô trầu xưa chất liệu bằng đồng để giới thiệu cùng cả nhà mình ha, một bộ này rất là liền lạc lành lặn, tổng trọng lượng là 6,2 kg, đầy đủ trọn bộ như thế này. Đó, đây là cái ông ngoái trầu như cái này nha, đây là đựng cao rồi ha, chất liệu bằng đồng nha, đó đây là đựng thuốc rồi ha, kèm theo hai cái dĩa luôn nha, rất là dày dặn, rất là nặng, đây cả nhà mình xem, đó trọn bộ như thế này 6,3 kg, và chiều cao tổng thể là có khoảng là 19 cm. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 18, chất liệu bằng đồng, một cái giá giao lưu cả nhà mình một bộ ô trầu như thế này
là bên em có giấy luôn cái nhà 3,5 triệu ha, 3,5 triệu cho mã số 11 nha. Rồi 12 trong video ngày hôm nay, 12 là một cặp ngựa lông phụng đó, một cặp ngựa rất là đẹp, một cặp ngựa rất là đáng đi sưu tầm nha, mã đáo thành công. Qua chiều dài cặp ngựa lông phụng này rơi vào khoảng là 25, rồi chiều cao là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem ha, và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp ngựa lông phụng như thế này đó, một bên gồng một bên phụng ha, là 1,8 triệu. Đó, cho cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì báo ông nha, một cặp ngựa lông phụng rất là đẹp ha, cho mã số 12. Rồi 13 thì giới thiệu cả nhà mình là một ông thần giữ tiền rất là đẹp, một ông thần giữ tiền ha, con ginh ông này về để giữ tiền cho gia đình mình ha. Ông này rất là đẹp nha, tổng trọng lượng là khoảng một ký rưỡi, chiều cao tổng thể là có khoảng là 21, bề ngang của ông là tầm có khoảng là 13, chất liệu bằng đồng, và có giá giao lưu với cả nhà mình ông thần giữ tiền như thế này là 1,1 triệu ha, 1,1 triệu cho mã số 13. Rồi mã số 14 là một trâu đồng tử. Đây hình ảnh là một chú trâu ha, trên đây có một đồng tử rất là to, và chiều dài tổng thể là có khoảng là 30, rồi chiều cao là có khoảng là 26, chất liệu bằng đồng. Và một chú đồng tử như thế này cái giá giao lưu cả nhà mình 1,8 triệu ha, một chú trâu rất là to, ở trên lưng là có một mục đồng, mã số 14. Rồi mã số 15 của ngày hôm nay là một cái đỉnh tam hạc, hai bên là có hai con rồng, chất liệu bằng đồng, chiều cao tổng thể là có khoảng là 26, bề ngang tổng thể là có khoảng là 17 cm, và một cái đỉnh đồng tam hạc này có giá giao lưu cái nhà 1,8 triệu cho một cái đỉnh đồng tam hạc của ngày hôm nay, mã số 15. Rồi mã số 16, mã số 16 của ngày hôm nay là một cái đỉnh rất là đẹp, cái đỉnh nghê nha, hình ảnh con nghê này, một cái đỉnh nghê dưới này là sen cá, hai bên là hai cái bọm rất là đẹp, cái đỉnh như thế này về trọng lượng là tầm khoảng là 2,5 kg, chiều cao tổng thể của đỉnh nghê là khoảng 27, bề ngang là có khoảng là 19 cm, và một cái đỉnh như thế này bên em có giá giao lưu cái nhà mình là 2,000,000 đồng nha, 2,000,000 đồng cho một cái đỉnh, cái đỉnh nghê sen cá của ngày hôm nay, mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17 ngày hôm nay là một cặp bình lông phụng 3D nha, có rồng có phụng ha, cả nhà cùng xem nha, lông phụng nổi, lông phụng được làm nổi ở phía ngoài rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 2,5 kg, chiều cao tổng thể là 24, đường kính miệng là có khoảng là 9 cm, đặc biệt là những con rồng nổi nha, cái này mình xem ha, lông phụng 3D nha, có giá giao lưu cả nhà mình là 2,000,000 đồng cho một cặp bình lông phụng 3D của ngày hôm nay, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 2,5 kg, và đường chiều cao là có khoảng là 24 cm, mã số 17. Rồi mã số 18 của ngày hôm nay là ở đây là một tác phẩm rất là đẹp, hình ảnh là long quy nằm trên cây gậy như ý, đây là một sản phẩm phong thủy rất là đẹp, có tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg, và chiều dài của tác phẩm này có khoảng là 17 cm, rồi chiều cao là có khoảng là 17. Đây long quy nằm trên gậy nhí như thế nào ha, rất là đẹp nha, đây là một tác phẩm rất là hay, rồng nằm trên gậy nhí, trên đây là có hai con rùa nữa ha, đây rất là đẹp nha, và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình 1,6 triệu là mã số 18. Rồi mã số 19 là một cái sông trầm thập lân, trên đây là có 10 con lân, đây là một cái đỉnh trầm thập lân ha, rất là đẹp nha, trên đây là có 10 con lân, cả nhà cùng xem ha, thập lân nha, mặt trước là nản hai con nè, mặt sau là nản hai con là 6 con, 3 con trống đậu dưới nó nè ha, hai quai luôn, 2 con nữa ở trên, con nữa là tổng cộng là 10 con, sông trầm thập lân hay đỉnh là thập lân, tổng trọng lượng là 1,2 kg, chiều cao là 20, rồi bề ngang là tầm có khoảng là 12, có giá giao lưu với cả nhà mình là khoảng 1,4 triệu cho cái này ha, mã số 19. Rồi tiếp theo mã số 20 của ngày hôm nay là một cặp kèn kem mút ha, cái này mình xem nha, kèn tiếng heo nha, hay còn gọi là kèn xe đạp đó, cái nhà mình cũng xem ha, ngày xưa người ta đi tiếng heo hoặc là dưới cái hàng thì hay dùng cái kèn này ha, đó bóp rất là tiếng rất là to, và chiều cao của kèn này có khoảng là 17 cm, và đường kính mặt là có khoảng là 7, một cặp này có giá giao luôn cả nhà mình 600.000 cho một cặp kèn tiếng heo ngày hôm nay ha,
Đó. Đây là mã số 20. Rồi thứ hai mã số 21. 21 là một cái vỏ cua. 21 là một cái vỏ cua chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng chiều cao là có khoảng là 13 cm. Đường kính miệng là có khoảng là 19 cm. Đây là một cái vỏ cua đồng rất là đẹp như cả nhà nha. Đây cả nhà cùng xem ha. Đó. Toàn bộ đều bằng đồng, mã vàng, vỏ cua ha. Đây cả nhà cùng xem nha. Tổng trọng lượng của cái vỏ cua này khoảng ký 2. Và cái vỏ cua như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái vỏ cua như thế này là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu ha. Số 20, 21. Rồi mã số 22. Mã số 22 là một cặp công. Rất là đẹp. Mã số 22. Chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 17. Bề ngang là cỡ khoảng là 15 gần 16 cm. Tổng trọng lượng của cặp công mã số 22 này là khoảng 1,8 kg nha cả nhà nha. Cái giá giao lưu cả nhà là 1,5 triệu cho cặp công như thế này nha. Rất là đẹp nha. Đây là mặt sau đây. Cả nhà xem ha. Đấy. Rồi, tiếp theo mã số 23. 23 của ngày hôm nay là một chú ngựa kéo xe tiền. Mã số 23, tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg và chiều dài tổng thể là có khoảng là 17, chiều cao là có khoảng là 17. Có giá giao lưu cả nhà mình 1,2 triệu cho ngựa kéo xe tiền ngày hôm nay nha. Và cuối cùng của ngày hôm nay mã số 24, giới thiệu cả nhà mình một cặp Long Quy thì rất là đẹp ha. Một cặp. Đây, cả nhà xem nha, cặp Long Quy phong thủy ha. Chất liệu bằng đồng, bao gồm hai con như thế này. Thì chiều dài tổng thể là có khoảng là 14 cm và chiều cao là có khoảng là 6 cm. Một cặp như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,000,000 đồng nha. 1,000,000 đồng ha cho một cặp Long Quy của ngày hôm nay. Rất là đẹp, Long Quy bát quái. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay. Rồi, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ trong thời gian qua nha. Xem được trực tiếp em xin một like rồi đăng ký kênh ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.